chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Mở đầu bản tin là những thông tin mới nhất về cơn bão số 7. Trưa nay, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 130 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực phía đông bắc đảo Hải Nam của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, tức là gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, là phía bắc của vĩ tuyến 16,5 độ Bắc, từ kinh tuyến 108 đến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là phía bắc của vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 112 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Do ảnh hưởng của bão nên trong ngày và đêm nay, mùng 8 tháng 10, trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét, biển động rất mạnh. Tại Vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho tới 3,5 mét, biển động. Từ ngày mai, mùng 9 tháng 10, gió trên Vịnh Bắc Bộ sẽ tăng mạnh lên. Trong ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 10, ở khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Những thông tin mới nhất về bão số 7 sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại!